con trùng đang nằm dưới à? Đúng rồi. Em chưa thấy con trùng quế. Ủa, cái con trùng quế là cái con trùng màu đỏ đó. Đây đây em. Ủa, cái con trùng quế mình đã có đá thương mại hóa nó khác gì với trùng thường. Đây là cái trùng nó có khả năng sinh sản cao, nó là trùng gọi là nó mắn đẻ anh, thì nó thích hợp với nuôi công nghiệp. Đây nè các anh thấy nè. Thì khi mà mình bơm phân heo vào cho trong trại á thì trùng quế nó sẽ ăn, các anh thấy là trên bề mặt nè, nó sẽ ăn hoàn toàn. Đây là đã trùng nó đã ăn hết rồi nè. Không còn phân heo. Đây. Đó. Rất là nhiều trùng. Thì cái ở trên đây gọi là cái sinh khối, là cái bề mặt của con trùng nó ở. Khi mà trùng nó ăn hết thì nó sẽ thải cái phân ở dưới. Đây là cái lượng phân. Đây. Cái này chắc chưa thua kìa. Nó ngủ rồi nè. Dạ, đây nó rất là mịn, là nó đã chuyển hóa hoàn toàn từ phân heo chuyển thành phân trùng quế và đã xử lý hoàn toàn. Đây. Và không có mùi. Khi anh cứ thử xem thử. Ha. Thì bên đây là nhà đã cho ăn rồi nè, còn nhà thứ hai bên đây là mới cho ăn. Thì các anh sẽ xem thấy là thì cái Khi mà hết hoàn toàn phân thì bên em sẽ tiếp tục bơm cái phân mới vào, và trùng xử lý 2 ngày là hết phân và bơm phân mới vào. Thì cái quá trình nó như các anh thấy ở đây là bề dày nó khoảng 20 cm này á, là khi mà đủ cái bề dày á là bên em sẽ thu cái phân trùng ở dưới, tức là gạt lớp mặt ra rồi mình lấy sẻng mình thu phân trùng dưới để mình lấy cái phân trùng, và sau đó mình rải lại và trùng tiếp tục ăn. Thì cái thời gian để nó ăn sẽ từ nó sẽ dày lên. Thì thời gian nó khoảng 3 đến 4 tháng là quy trình bên em sẽ thu hoạch phân một lần. Và sao còn một cái nữa là bên em sẽ thu con trùng quế này. Bao lâu mới thu con trùng quế? Dạ 4 tháng. 3 đến 4 tháng là thu phân, còn 2 tháng là thu trùng thịt, gọi là trùng thịt. Thì con trùng thịt này bên em sẽ chế biến chuyển thành bỏ vào một cái dịch bồn thủy phân sử dụng enzyme. Dạ. Thì trùng quế hàm lượng đạm rất là cao và axit amin rất là nhiều. Thì bên em đã chuyển hóa cái con trùng này thành phân bón dạng lỏng, là gọi là trùng quế bón và phun trên lá. Cái kia có phải là cái máy xăng để lấy xuống ra? Cái này là bên em bổ sung thêm cái phụ phẩm là chuối, tức là bên em đang có đội chuối, các anh thấy ở băm nữa thì... Đấy là máy băm đúng không? Dạ đúng rồi, máy băm. Thì khi mà sử dụng chuối bên em sấy nhiệt thì còn lại phế phụ phẩm là cái cùi chuối và sắc chuối này nè, thì mình sẽ xay mịn ra để tái sử dụng, để bổ sung vào cho trùng quế này, nó tạo thêm cái độ xốp và trùng nó phát triển, nó sinh sản nhiều hơn. Thì đó, dạ, thì đó là cả quy trình. Thì cái diện tích nhà này đó là khoảng 2.500 m², thì 2 nhà là tổng là 5.000 cũng hết. Thì cái lượng mà các anh chưa có ổn, không ngủ được. Thì đây là cũng là một phần trước có bên bộ nông nghiệp á thì khi bên em bóc cho thì hàm lượng mà mình bơm từ chất thải lỏng á chứ chạy heo á thì nó hàm lượng nó sẽ nhiều, nên mà em bổ sung thêm cái chỉ sử dụng khoảng 30-40% là phân heo ép để trộn vào, từ đó bơm lên đây cho ăn. Thì để là tạo thêm cái độ xốp và trùng nó phát triển. Nhưng mà cái lượng sử dụng và lượng xử lý chất thải mà phân heo ép là còn rất là lớn. Nó khoảng 50 tấn trên tháng. Nhưng mà bên em là đang sử dụng là khoảng chỉ 20% thôi. Được 10 tấn thôi. Dạ. Nên mà cái lượng còn lại rất là nhiều là cái phân heo ép này. Thì bên em xử lý là chủ yếu là cái xử lý cái nước và cái chất đặt ở dưới. Đó, thì một phần mục tiêu là mình bơm lên đúng không? Dạ bơm lên. Mục tiêu của em là gì? Nó tới nước nó lại thoát ra ngoài cũng kìa. Nó sẽ có những cái hố này nè. Cái hố này, hố thu đúng không? Hố thu, nó gọi là hố thu. Thì khi đó con trùng nó sẽ có những cái vi sinh tự nhiên. Thì khi mà mình bơm lên đây là nó sẽ rút xuống dưới, rút dần dần và qua vi sinh xử lý nữa thì nó sẽ gom rồi cái hố này. Thì cái hố đó nó hoàn toàn không có mùi và đã xử lý rồi. Cái vi sinh ở đây là mình đang dùng cái vi sinh để xử lý cái gì? Cái này là hoàn toàn vi sinh tự nhiên từ côn trùng á. Đúng rồi. Nên mà cái khi mà nước thu về nó là hoàn toàn không mùi, rồi bên em sẽ tái sử dụng lại bơm lên để mà sao đây nhiều lông heo thế nhỉ? Lông heo là mình lấy đâu vậy? Trong nước, trong phân á, trong phân á. Trong phân á. Nó là heo của mình, nó là heo nhiều heo nó rất là nhiều loại heo thì nó rụng lông rất là nhiều. Thì đây là cái đặc trưng của nuôi trùng quế bằng phân heo là cái lông heo là nó nhiều chất gì ta? Nó chất sừng, protein, dạng sừng, cái cây hoa hồng nhá, nó cực kỳ thích cái lông heo này luôn. Nhưng mà nó
Không, nó tiêu chứ. Nãy nói cái hộp tiêu của em đang nói vậy nha, hộp tiêu của em tiếp theo là sao? Là thứ nhất á, là em muốn cái phân mà bơm lên cho chuồng quế ăn á, thì em muốn cải tiến hơn là một. Về cải tiến hơn là cải tiến xử lý sinh hoạt như thế nào, để mà có biện pháp nào để mà xử lý cái vấn đề đó không? Vấn đề về mùi hay là về chất độc hay là về những cái độc hại ở trong phân, đúng không? Và chất độc mà mình có thể chuyển hóa không? Tại vì em thường là thấy những chất độc mà em có thể liệt kê những chất độc mà em muốn xử lý rồi. Cái đó thì em sen hay là kim loại nặng hay là cái đó thì em đã phân tích rồi. Tí nữa vào trong cái ấy, vì là mình hiểu cái bạn này nói rồi, nghĩa là trong cái phân mà lấy từ hầm lên ấy là bạn muốn nó chuyển hóa một phần đi, để cho rút ngắn cái quá trình mà con trùng quế nó làm việc lại, đúng không? Ví dụ như là đang 4 tháng nếu mà xử lý bằng vi sinh có thể rút còn 3 tháng nữa hoặc là 3 tháng không? Và con trùng nó phát triển tốt hơn. Tốt hơn nữa vì là nó sẽ tiệt mất cái chất độc hại rồi, nhưng con vi khuẩn nó có hại đi. Đúng rồi, thì như vậy nè, tức là bên em có chạy sử dụng là phân heo tươi hoàn toàn luôn. Thì nhận thấy là nó tốt hơn nhiều so với phân nó đã nằm trong hầm 2 tuần đến 1 tháng rồi. Thì nó cảm thấy là nó con trùng quế nó bị hạn chế một phần. Hạn chế trong quá trình phát triển, và anh nhìn thấy là con trùng nó không có mập, và dinh dưỡng em cảm nhận thôi, tại vì em là người chuyên về nuôi trùng thôi, thì cảm nhận là con trùng nó dinh dưỡng nó không có thể tiêu hóa hay sao á, thì nó bị hạn chế không phát triển hơn so với những trại em sử dụng là từ cái phân tươi trực tiếp. Đó là cái mục đích thứ nhất. Cái thứ hai là muốn xử lý hoặc phương pháp ủ hoặc phương công nghệ vi sinh nào để xử lý cái phân heo ép đã tắt nước rồi. Và cái thứ ba thì em mời các anh vô trong cái nhà xưởng của em để coi cái dây chuyền sản xuất, và bên em sản xuất phân dạng viên, dạng bọt và phân dạng lỏng, để các anh xem để mình có thể cái công nghệ nào. Nắm chưa, nắm chưa, nắm chưa nhân. Nắm chưa, nắm chưa.